Hôm nay thì em quay trở lại với cái lô cúc bi ghép thay thân nha, lấy cho anh Phú ở như huyện Bầu Bàng tỉnh Bình Dương một cặp này. Bây giờ thì em cùng với chị chủ sẽ tiến hành cái bó bầu. Em muốn chọn một cái cặp để nó tương xứng. Cặp cúc cái đây thì cái lúc mà nó nở bông thì em có quay được cái mặt bông rồi và cũng đã đưa cho anh Phú coi rồi. Đây em lựa cho anh Phú một cái cặp tương xứng nha. Đó, một cái cặp này để về chồng của nó cân đối luôn. Cái cặp này là hai cây nó tương xứng với nhau luôn nha. Nếu lấy một cây thì nó khác mà lấy hai cây thì nó phải tương xứng. Thì cái lô này thì cái bông chúng ta bông thì thôi khỏi chê nha cả nhà. Bông thì rất là đẹp. Đó, cái bông thì em bây giờ em không nói mà cái thời điểm nó nở thì em đã quay được rồi. Cho nên là em bây giờ nói mình phải có mặt bông mà nó để cho khách xem mà thì khách phải tự cảm nhận được. Thế còn em nói thì nó cũng không có lột tả hết được ý. Đó, em bây giờ đó em quay này, cái lô thì vẫn còn này cả nhà. Khách mà có còn thiện chí thì cái lô này vẫn còn nha. Cái lô mà cúc thay thân thì vẫn còn này cả nhà, vẫn còn. Nên là cô chú anh chị các bạn cứ xem mà thấy phù hợp, thấy thích cúc bi nha. Cả nhà đây là cúc bi ghép thay thân nha. Thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Em sẽ tư vấn cho khách hàng. Ở cả nhà nếu thiện chí thì chúng ta mua một sản phẩm để chúng ta chăm sóc nha. Của Tết có bông chúng ta chơi. Còn nếu mà bông đẹp thì cúc bi này là phải nói là cực kỳ đẹp nha cả nhà. Cái bông cúc bi là hết chê rồi. Đây cả nhà xem này nha. Em cùng với chị chủ đang tiến hành ngày hôm nay thì trên địa bàn thị xã An Nhơn này đang bắt đầu ngay tại thời điểm này thì đang có mưa rắc rắc nha cả nhà. Nó không có tạnh ráo, đang có mưa. Cho nên là em cũng đang rất là tranh thủ nha để ấy cây để cho anh Phú. Em đang rất là tranh thủ để ấy cây cho anh Phú nha, để về để bó bầu để mai gửi cho anh Phú. Hôm nay chưa tưới hả chị? Chưa. Có nghĩa là một ngày là mình tưới hai lần à? Ngày tưới một lần. Ủa? Sáng tưới là chiều, hồi tưới là chiều tưới, sáng tưới. Là hôm nay là mình chiều tưới hay sáng tưới? Tưới cái đây tưới sáng. Dạ, có nghĩa là chiều khỏi tưới. Từ ngày tưới một lần. Đây cả nhà, đấy em cũng quay lại cho cô chú anh chị các bạn xem thêm một chút xíu về cái lô này nhé. Cái lô cúc ghép thay thân này, thay từ cây bé luôn nè cả nhà. Nên là bây giờ nó gần như là nó làm một cốt rồi. Nó thay từ cái lúc mà cây dớt đó cả nhà. Cho nên bây giờ nó liền xín rồi. Cho nên là chúng ta cũng cứ yên tâm, cây này nó cũng không có sợ gì nữa. Đây cả nhà xem này. Em đi chậm chậm nha. Để cho cô chú anh chị các bạn có thiện chí thì cứ cây nào mà cả nhà xem mà thấy thiện chí thì chụp hình lại cho em. Cây này này, cây này thì được cái lá chi tàn cũng được cả nhà này. Đây, thân này. Cái cây ngay đầu này. Đầu phía bên này này cả nhà này. Đó, đầu phía bên này này. Đâu phải một chút để mình lấy căn cứ. Căn cứ khi mình đi ra lên khách hàng chọn cây đó mình ra mình lấy cho nó dễ đó. Cả nhà xem này. Thì em nói cả nhà chứ đối với một gia đình chỉ cần một cây cúc bi như thế này rồi tha hồ chơi nha cả nhà. Bông dữ bông lắm, chứ không phải ít đâu cả nhà. Bông chùm nha. Mà nó cũng có cái mùi hương thoang thoảng nha, mùi thơm thoang thoảng nha. Nó không phải là cúc thọ hương nhưng mà cũng có cái mùi thơm thoang thoảng. Ở trong cái thời điểm mà nó nở rộ á. Cái thời điểm mà em quay cái lô này thì nó mới nở có 40%. Nhưng mà thấy rất là ok. Thì mà em đăng lên thì mặt bông đã được rất là nhiều cô chú các anh chị có thiện chí với cái mặt bông của cái cúc bi ghép thay thân này. Này cả nhà xem.
Thì em cũng nói là cái vấn đề là cốt bi ghép á, thì chi tàn nó sẽ không bằng được với so với cái cây giảo đó, cho nên là chúng ta không có so sánh về cái tàn đều như cây giảo nha cả nhà. Cái tàn này nó có gì đó, nó cũng còn nó bị hạn chế một chút, chứ nó không có bằng cây giảo đâu cả nhà. Cái tàn chi tàn á, nhưng đổi lại một cái là cái mặt bông rất là đẹp, mặt bông khỏi chê nha cả nhà. Lô này thì em đã quay được cái mặt bông rồi, cho nên không có gì phải không cần phải khách hàng mà có cần xem lại mặt bông thì em vẫn còn một vài hình ảnh để em lưu cái mặt bông để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta khi mà chúng ta cần nhìn lại cái mặt bông của nó. Thì em cái hôm em nở em chụp trực tiếp trên cái lô này luôn này cả nhà này, em chụp và em có quay trực tiếp luôn đó. Đấy, cho nên là rất là yên tâm về cái mặt bông này. Thì cô chú anh chị và các bạn cứ thiện chí để cái nhắn tin gọi điện cho em nha. Cái lô này cúc bi ghép thay thân nha cả nhà. Đây. Em và chị chủ đang tiến hành công tác bó bầu cả nhà. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Khách hàng có thiện chí thì nhắn tin gọi điện theo em, số máy của em là 0836013528 nha. 0836013528, em là Hoàng Anh Tuấn nha. Cả nhà cứ nhắn tin hoặc gọi Zalo cho em, nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ tư vấn cho cả nhà, rồi nếu chúng ta thực sự thiện chí để chúng ta mua, và không thì chúng ta xem cho nó vui. Xem những sản phẩm mai đẹp tại thị xã An Nhơn, là nghề mai vàng truyền thống của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nha cả nhà. Đó. Cả nhà xem ạ. Cái đây mà em để cái bông cái thời điểm nó đang nở thì rất là ok nha cả nhà. Rồi kính chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.